là nó vừa đủ tổng thân ra thôi, rồi từ từ hết thân viên là nó có nhiều cái hoạt động nha mọi người. Đây là mình ướn cái tay mình vô thử nè. Từ trung tâm thành phố Bến Tre theo tỉnh lộ 885 đi về hướng huyện Dòng Trơm chừng 3 cây số tới ngã ba, rẽ trái vài trăm mét vào con đường nhựa sẽ gặp ngôi đền cổ Phú Tự, tọa lạc trên một khu đất rộng gần 1 hecta thuộc xã Phú Hưng, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre. Vì sự hiện diện của cây bạch mai cổ thụ độc đáo ngay trước sân mà người xưa gọi là thần mai đã 300 năm tuổi. Sau lưng mình là đền Phú Tự. Đền Phú Tự được xây dựng từ năm 1904, là một trong những ngôi đền rất là nổi tiếng tại thành phố Bến Tre. Đền Phú Tự trước đây dùng để thờ các vị tiền bối, sau này dùng để tổ chức các ngày lễ như là lễ Kỳ Yên, lễ Thượng Điền, Hạ Điền. Ngoài những giá trị tinh thần trên, đền Phú Tự còn có một cây mai rất là nổi tiếng gọi là bạch mai. Cây bạch mai này thường trổ bông vào tháng Giêng hàng năm và người ta dùng bông nó để làm trà uống rất là thơm. Hôm nay mình sẽ đi một vòng quay cho các bạn xem đền Phú Tự có những gì nha. Đền Phú Tự thờ thần Thành Hoàng Bổn Cảnh, được vua Khải Định phong sắc vào năm 1918. Mặc dù chưa có tài liệu nào xác định thời gian xây dựng ngôi đền, nhưng theo các bậc cao niên ở địa phương, ngôi đền được xây dựng từ trước khi sắc phong khá lâu. Đây là từ cổng đi vào bên trong đền Phú Tự. Ngay khi vào đền Phú Tự, các bạn sẽ bắt gặp một bụi cây rất là to. Bụi cây này chính là cây bạch mai khoảng mấy trăm tuổi đó các bạn. Lúc đầu ngôi đền được làm bằng tre lá đơn sơ, do người dân đến khai hoang lập ấp xây dựng nên làm nơi thờ cúng các vị tiền hiền, cầu cho mưa thuận gió hòa. Dần dần đền được mở rộng to hơn. Theo người phụ trách việc trong coi đền Phú Tự cho biết, ông bà truyền miệng lại rằng xưa kia khuôn viên đình là một dòng đất cao ráo, cây bạch mai đã có từ trước sân đền, đến nay đã khoảng 300 năm tuổi. Trước cây bạch mai này có một cái bia. Cây bạch mai được gọi là cây di sản Việt Nam tại đền Phú Tự, xã Phú Hưng, thành phố Bến Tre nha các bạn. Thân cây bạch mai rất là to nha, rất là nhiều nhánh, rất là nhiều rễ. Những cái nhánh nó nằm ngã ra như này nè, phải có những cái bệ xi măng người ta đỡ cây lên nó mới có thể đứng vững được. Ngoài ra có những cái giá đỡ bằng sắt. Gọi là bạch mai nhưng nhìn từ xa trong cây giống như cây gừa, cây sọp. Bởi tán cây rất lớn, từ thân đến lá, hoa đều không có chút gì giống với cây mai vàng hoặc mai trắng thông thường. Đó là một cây cổ thụ sần sùi, cành lá rơm ra. Ở bên này có một cái bia. Cái bia được để trên một con rùa bằng đá nha. Trên đây có một cái bài thơ. Mời các bạn xem qua nha. Hiện thân cây chính đã không còn từ lâu, nhưng từ gốc cây cũ đã mọc ra rất nhiều cây lớn, nhỏ, có thân to, ôm cả tay người lớn, vươn dài 5-7 mét, xòe ngang mặt đất, tạo thành tán rộng mấy chục mét vuông. Khung đá phía bên ngoài chắc Lộc nghĩ là người ta đã xây mới vừa đây thôi. Cái tháng này Lộc đi là không có bông nha mọi người. Có cây không vậy thôi. Mà cái bông trắng của nó là người ta có thể dùng để người ta ướp trà hoặc là pha trà vẫn được nha. Mình ướn cái tay mình vô thử nè. Ngoài ra là còn có những cái nhánh nhỏ nhỏ khác xung quanh nữa.
phía bên kia là cái nhánh to nhất đó mọi người. Ừ, quản lý ở đây đã lắp cho cái cây này một cái hệ thống phun nước, tưới nước tự động này. Ngoài ra cũng không giống như mai vàng, mỗi năm được lẫy lá mỗi lần và trổ hoa vào dịp Tết Nguyên Đán. Cây bạch mai này không cần lẫy lá, nhưng vẫn trổ hoa vào Tết Nguyên Tiêu rằm tháng Giêng và kéo dài đến tháng 2 âm lịch. Trước khi trổ hoa, lá cây tự rụng dần rồi trong thân cành nhú ra những chùm nụ màu xanh tròn, to gần bằng trái sung. Những nụ hoa ấy bắt đầu nở thành những bông hoa bốn cánh trắng tinh với chùm nhị vàng và tỏa ra mùi thơm dịu, lan tỏa cả một vùng, thu hút nhiều loài ong tới lấy mật. Từ ngoài cổng nhìn vào không gian trong đình Phú Tự rất là mát, tại vì có một khoảng sân rất là rộng, trong đây rất là nhiều cây xanh. Với vị trí rất đặc biệt, Bến Tre là tỉnh duy nhất ở miền Tây không thuộc đất liền, là vùng cù lao nằm giữa các dòng sông lớn như là sông Hàm Luông, Cổ Chiên, Ba Lai. Theo chân những đợt di dân của người Việt xưa, vùng đất cù lao đã dần thay da đổi thịt, từ chốn rừng rậm hoang vu trở thành nơi đất lành chim đậu. Do phải thường xuyên đối mặt với thiên nhiên khắc nghiệt và các loài thú dữ, nên cư dân thở khai hoang lập ấp, thường dựng lên những ngôi miếu nhỏ để thờ các vị thần linh nhằm cầu xin sự giúp đỡ, che chở cho dân làng. Đình Phú Tự là một trong những ngôi đình cổ còn tồn tại đến ngày nay. Đình được xây dựng vào khoảng đầu thế kỷ thứ 18, kiến trúc theo hình chữ tam, lập ngói âm dương, gồm 3 ngôi, nhà võ ca để hát cúng, nhà thính trưng bày các vật cúng lễ và nhà chính gồm trung đình thờ quốc tổ Hùng Vương, thần đình Phú Tự và các vị tiền hiền, hậu hiền là những người có công khai khẩn. Hậu đình là nơi đặt dãy nhà khách, nhà bếp. Di tích đình Phú Tự, cổ thụ Bạch Mai đã được tỉnh Bến Tre công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh và được các vị tao nhân mặt khách chọn là nơi chốn giao lưu thơ ca vào mỗi dịp Tết Nguyên Tiêu. Trong cái khoảng nhà này mình nghĩ là dùng để có những diễn ra những cái buổi biểu diễn của hát bội hoặc là những cái buổi họp hội này của bà con ở đây. Những cái bậc này mình nghĩ là chắc cho những người dân người ta ngồi đây nè các bạn. Ở phía trên đây rất là nhiều hoa văn nha, vẽ rất là tinh xảo. Phía trên nóc của nhà có một cái bảng hoặc là một cái liễn gì đó được viết chữ nho sơn màu vàng rất là đẹp. Cô Năm hả? Tình Xuyến mà Xuyến. Pháp danh của cô là Diệu Minh. Dạ. Tại cô có pháp danh ở chùa. Dạ. Con tên Lộc. Con tên Lộc. Dạ. Có ngày xưa tới giờ luôn hả con? Ừ, xưa tới giờ luôn. Dạ. Rồi cái mình lấy mình để mình sinh hoạt mình uống nước, tiếp khách này kia ha. Chắc ngồi. Dạ. Ở đây thì mình để tiệc. Dạ. Ừ. Dạ. Thank you.
ta đình thì thường thờ thần Thành Hoàng này kia hả con? Thần Hoàng này dạ. Kia ở chùa làm mấy thờ Phật. Dạ đúng rồi. Cô có cái tâm bảo bên đó. Dạ. Ở riêng bên đó, đó nhà đó là nhà ta cấp cho từ ở. À, dạ, nhà bên kia ha. Là cũng như để son nồi chén bát đồ ly trong dạ. Đó quạt máy đồ trong đó, đó bên bé bên kia. Dạ. Rồi mấy anh đây là cô ở mà cô cũng không ở bản cô có cái tâm bảo rồi có chú ở ngủ đó. Dạ. Thì cô ngủ bên đây. Cô ngủ ngoài bếp nha. Dạ. Ờ, rồi cũng như quen rồi hồi đó. Dạ. Cũng cả chục năm rồi cô xuống đây hồi năm 2010 đi chậm. Dạ. Buồn, bệnh hoài. Rồi. Thường cô chú ở nhà mình làm công việc gì cô chú? Cô đi bán bún chay. Dạ, cô bán bún chay hả? Dạ. Cô bán bún chay xong. Mà hôm bệnh đến nay cô không có bán được. Dạ. Ừ. Nên cô là đã quen con. Ừ. Cái này uống nó có sỉnh không con? Không, con không biết uống nha. Không, uống thử miếng nha. Dạ. Tại vì cô uống không có sỉnh. Dạ. Cô ăn cơm nhiều khi cô qua cô uống nhiêu vậy nè. Đó. Dạ. Uống thử rồi. Dạ dạ con xin phép cô ha. Ừ, dạ. Uống thử rồi chứ không biết nè. Dạ. Thì cô để cho cũng như ba tánh tới rồi ai có muốn nhậm miếng người ta biết. Cái mai đó hồi đó cô lụm nè, năm lụm vậy, lụm ngâm nè. Là, cái này là mình lấy cái nè, cái bông nè, cái bông mai. Dạ con có nghe nói đó. Cái bông mai này là còn để làm nước trà nữa phải không con? Đúng rồi. Dạ. Ngâm nước trà uống mấy người mà ta không uống rượu được á. Ừ. Thì uống nước trà ngâm uống nó không bằng cái này. Dạ. Cái này mình uống mình có tốt cũng. Dạ. Như nó chạy trong thân mình nó cũng khỏe. Dạ. Cái này cũng như tỷ bá bệnh đó. Dạ. Ừ. Cô á, ăn cơm không tiêu á, cô ăn chiều ăn cơm rồi cô qua cô uống nhiêu vậy đó. Ừ. Không có uống nhiều mình uống nửa cốc đó được rồi. Cái cốc này bé lớn này cô uống phần nữa cô đâu có xỉn. Dạ đúng rồi. Ừ, cô uống rồi cái bụng cô tiêu ngon lành luôn á. Dạ hả? Ừ. Đúng không? Cô tự cô làm cô lụm vô rồi cô uống nước đẹp phải không? Dạ. Nước cụ nho ha. Dạ đúng rồi. Con mà cũng đúng rồi con. Dạ thôi được. Con cho không, một con, cái bịch con không uống nhiều. Ừ ừ. Cái cây mai đó là ngoài làm trà với làm rượu còn rồi. Có để làm thuốc cho gì không con? Không muốn làm gì nữa, làm cái này. Với là nhưng mà bông và bông dạ, dạ. Trà, nước sôi. Dạ. Cái để vô mà cái đó nó uống nó cũng như mới là mình uống thôi chứ để gọi cũ không được biết. Dạ. Sao nó móc. Dạ, cũng như mình lụm mới thì mình chăm trà mình uống được. Mà cái bông đó là tháng giêng nó mới trổ phải không con? Tháng giêng gầm tháng giêng là nó vừa nụ trong thân ra thôi rồi cái từ từ hết tháng giêng là nó có nhiều. Dạ. Nửa tháng 2 bắt đầu muốn hết rồi. À. Rồi cuối tháng 2 là nguội hết rồi. Cuối hết đó rồi. Vậy đó. Ngay cái mùa mà con đi là không có gì hết luôn. Không có. Con. Dạ. đi là cái tháng giêng mà ngay gầm á là con vô thấy nó hơi. Dạ. nụ nhỏ. Cái từ hôm mấy tháng giêng là nó đẹp mà. Dạ. Thơm lắm. Dạ. Đi ở ngoài á, ngoài đường á là còn nó cái thơm. Dòi nước mà đó là nhà nước là người ta làm. Cô làm hay nhà nước làm? Bên nhà nước. Nước nhà nước họ xây sẵn cái họ tới đó là cái cô bật lên thôi đúng không con? Ừ, bật lên rồi. Dạ. Thấy cô năm nay cô là nhiêu con? Cô 62 tuổi rồi. Dạ. Ừ. Thôi mẹ con chắc cũng cỡ 58 59 rồi. Cô già rồi, tóc già bạc hết thôi mà giờ. Dạ. Cô bệnh con nói mấy đứa con nó giờ. Dạ, chân cô bị sao con? Bị bệnh khớp á. Dạ. Cô bệnh hồi tháng 7 tới giờ. Dạ. Trong tháng 7 tới giờ là cũng như này tháng bước qua mới tháng 10. Dạ. Cô bệnh mấy tháng nay à cô buồn. Dạ. Cô buồn nhiều khi cô ngồi cô khóc cô nói hồi. Dạ. Đó, cũng như giờ cô đâu có thời gian ở không giờ là bắt đầu làm đó là ngày mai á khuya vậy là làm bún vô hộp đi bán rồi bán ở chợ giữa hay đâu con không cô bán chợ lớn á chợ lớn cô nói thà cực khổ vậy mà nó vui nó. Dạ, khỏe đúng rồi. Mừng cực mà nó không có bệnh mà giờ tự nhiên bệnh vậy ai cũng ăn ủi con nó giờ tại lớn tuổi già rồi giờ phải bệnh ai mà cũng như bị hở quanh tim á. Dạ đúng rồi. Nó mệt á đúng rồi cái con. Cô bài cho ăn nha. Ăn là hết mà. Dạ. Ai ăn mặn được đó nha chứ ăn. Dạ. Chay nhiều khi người ta ăn không được. Dạ đúng rồi cái con. Mua con cua mà cua cho chắc nó nha, cua biển mày lớn nha nè. Dạ. Cái con về rửa sạch đi cái đâm nó chết rồi cái con giặt ra cái mua sữa ông thọ chế cho đầy cái mua á nó. Dạ. Để vô cái tô chừng cách thủy. Chừng cách thủy. Cách thủy cái mình gỡ mình ăn mình uống hết mình gỡ mình ăn hết con cua. Dạ. Ngày nay ăn ngày mai nghỉ mốt ăn rồi nghỉ ngày cách. Dạ. Ngày ăn ba con ha là từ từ cái nó sẽ khỏe. Dạ. Cô hồi đó cô bệnh cô cũng ăn vậy á, cô bị mệt tim á, hồi hộp. Đúng rồi con. Mình cũng như thiếu máu tim á, ăn nó bổ. Sao nói bệnh bây giờ mình không gắng ăn thì mình uống thuốc cũng cả trăm ngàn. Dạ. Bạc trăm ngàn đi bác sĩ cũng vậy. Dạ. Ăn được thì ăn vậy cho nó bổ. Dạ. Cái máu tim của mình. Dạ. Đó vậy á.
Chú bệnh cái đầu vậy đó. Dạ, chú nào? Rồi nên nó bỏ cái mẹ rồi. Trời ơi, nó hư ghê không? Nó ngoại. Hồi đó là con có thấy chú trên YouTube á. Dạ. Có tới số chứ. Dạ, con thấy chú cũng ổng minh mẫn quá. Dạ. Vô đây ổng khỏe. Vậy là mình mất cái phần sọ mà đây. Mất cái sọ mà hồi xưa cô cũng nghèo á. Dạ. Rồi cũng như đi nằm làm hết bệnh rồi, hết tiền rồi. Hết nhà hết cửa luôn rồi đâu có còn để gáp lại. Yeah. Cái bác sĩ nói bây giờ 6 tháng 5 tháng thì gáp lại chứ để lâu quá là cái sọ nó đã hư. Yeah. Cái con nói thôi bây giờ gáp lại nữa thì mình tốn tiền nữa thôi. Yeah. Để vậy mà thấy. Còn cô bán thì chú làm bệnh gì chú? Hả? Chú làm bệnh gì? Thực. Dạ. Thực thực gạo bự chứ không như nhỏ được. Dạ. Ở đó tạ chứ giờ lúa bao bự lắm. Dạ. Ừ. Lúa gạo rồi á làm dữ lắm. Trời rồi làm tới vụ thiêu măng. Dạ. Rồi làm cái lâm á. Dạ. Giờ mình xong việc xong giờ mình về mới tắm rửa. Sướng mà con mà bị sao? Bây giờ không sướng gì đây là cũng như tối ngày mần cỏ. Cái tay mỏng á, tay mà mạnh này là bệnh này không? Ngày dạ. Xưa á là ổng làm nghề vậy á. Dạ. Ừ. Cái hồi năm 2010 tới giờ là ổng bệnh. Thấy không? Não thấy chưa? Dạ. Đây bên Tre chê. Dạ. Bên Tre chê rồi, đi trà rẫy. Dạ. Tôi đâu trước đâu biết gì nữa. Vợ dạ. Chở đi tôi biết đâu nữa. Dạ. Giờ sao chú thọ tinh tỉnh táo minh mẫn thấy con nó đâu được vậy đâu được. Được thấy ổng minh mẫn mừng. Dạ. Hồi ổng mới vô đây đó không biết không? Ổng xanh lè xanh lét ổng. Thôi trời yếu mà giờ đang đốt nhang bắt đầu đốt nhang. Dạ. Nói đây thì đốt nhang. Cũng có tâm linh. Dạ đúng rồi. Mình lòng thành tâm tin tưởng tại Phật thì ở đây thần cũng độ cho cô chú ở đây mạnh. Dạ. Mạnh khỏe. Thì mình sắp đẹp quá hen cô. Cái này thằng bé nó con của ông bán trong này nè, nhà bên đây nè, nó cũng đi làm bên công ty á. Dạ. Rồi cũng như ngày chủ nhật đồ nó lại nó quay vậy đó. Ủa, nó làm. Nó sắp vậy ha. Nó sắp làm hết vậy. Dạ. Nó cũng giỏi. Dạ. Ở đây đường thì nó cũng tới lui nó cũng dọn dẹp phụ dạ. Rồi mấy ngày chủ nhật á. Dạ. Nó lại nó làm. Rồi, cô chung, chú ở đây thì đó, dạ. Mình có bổn phận, mỗi người có cái bổn phận. Dạ. Cô cảm ơn con nhiều. Dạ. Chứ giờ không nói gì miễn mình nó có tình đạo Phật mà mình quý mến cái dạ. cái lời nói là mình đâu dạ. Phải mình phải cần đồng tiền, dạ, mình cần cái con. Lời nói dạ, đúng rồi. Giúp là quá quý rồi. Dạ. Ừ. Như cô ở đây, cô cũng lời nguyện của cô ngày xưa nên cô mới vô ở chỗ vậy nè. Dạ. Ngày xưa cô cũng khổ lắm, hồi cô mới ba mấy tuổi. Dạ. Cô khổ, giờ cô 62 tuổi rồi, cô thấy mấy chục năm rồi, ngày dạ. Xưa cô nguyện, cô khuya là 9-10 giờ là cô ra bằng thiên, nhà cô ở tên Mỹ Tịnh An. Dạ. Cô đứng, cô thắp hương, cô nguyện ân tên cha Ngọc Hoàng Thượng Đế, mẹ Diệu Trì Kim Mẫu chứng minh cho cô vậy đó. Dạ. Tên họ của con vậy đó. Dạ. Mà giờ con quá khổ rồi, thôi giờ mẹ xây chuyển cho con ở chỗ nào thanh tịnh đi sao. Dạ. Cô không ngờ, cô nguyện vậy mà nó sẽ thành sự vậy thật. Là 30 mấy năm là khoảng 58 mấy. 32 tuổi. Mà dạ. Giờ cô 62 là năm 2012 á. Dạ. Rồi cái cô xuống đây cô ở thì sao từ từ cô thấy cô khỏe. Dạ. Lời nguyện đưa đẩy cô xuống đây cô ở, hồi mới đầu tiên cô xuống rồi cũng thấy buồn. Dạ. Mà thấy cái đình mênh mông không quay như vậy đó. Đó, tôi đâu được đâu, thời cỏ quá tự này. Cỏ dữ lắm, cỏ luôn hả? Dạ. Như về cô dẹp hả? Ở cạo nhất cái ngày cây khế mà, cái độn hả? Miễn chai. Cách đây 2-3 ngày con có xuống đây ghé ra, con nhớ vừa tới cổng con thấy là có họ như là làm hội nghị gì á. Vậy bữa chủ nhật phải không? Dạ đúng rồi, đúng rồi. Kêu bằng ta mượn chỗ nặng, kêu bằng đại đoàn kết. Đại đoàn kết, dạ. Đại đoàn kết á. Dạ. Đúng rồi, bữa chủ nhật. Bữa đó cô cũng không ở nhà. Cô đi để chú cô nhà đi, mình. Chú nhà mình, chú nhà tiếp. Đi lên nhưng chùa. Mà nói chung người ta lệnh người ta cũng bài trí xong người ta cũng tự dọn dẹp luôn em chứ. Rồi cũng dọn dẹp. Dạ. Xong rồi mình ở đằng sau thì người ta nhờ chú dọn dẹp phụ người ta dạ. Cho tiền vậy đó. Dạ. Người ta cho tiền chú phụ dọn ở dưới vậy. Dạ. Thì ở đây thì phải bổn phận của mình thì phải. Dạ đúng rồi. Chú nhà sao vậy? Mình chấp nhận mình ở đây cũng như ở chùa đi. Dạ. Công quả ai mỗi người có cái bổn phận riêng dạ. Vậy đó. Dạ. Mình phải làm. Thì mình cũng thấy vui vẻ, cũng khỏe dạ. Chứ không có gì. Mà cố gắng cái năm nay cô qua cái bệnh của cô. Dạ. Cho cô hết. Mấy dạ. Đứa con nó nói thôi giờ mẹ gán đi chứ tại vì tới thời kỳ của mẹ tuổi già dạ. Thì cái giò mẹ vậy thì gán. Cái giò cô vậy nè mà nó đó, cái giò đâu có gì đâu nó đau cái đầu gối vậy nè. Không nó sưng hen. Dạ. Nó bị khớp nó sưng cái cô bó thuốc rồi này kia nay đó vậy đâu có còn thấy cái giò dạ. Bình thường chứ đâu có gì đâu đúng mà nó vậy đó mà giờ này nó bự hơn phải không dạ. Nó vậy kỳ ghê luôn á
đi nó yếu dữ lắm, yếu. Không sao đâu cô, cô cứ lạc quan lên nha cô. Ừ. Dạ. Cái mình đi đường nào xuống con? Mình đường này xuống được không con? Con biết đường, con chỉ xuống đi. Con tên gì? Đường Tam Hải Toàn. À. Kế phía sau của đình Phú Tự, cái kế cũng rất là nổi tiếng nha. Ôi, có một con chó nó sủa rất là to. Trong đây có gia đình của cô chú Năm. Cô chú Năm thì ở đây để chăm sóc đình và sinh sống tại đây luôn. Cái này trong đây nó bị rỗ. Kỳ Yên á nha. Dạ. 16 tháng 3. Cũng tới 3 ngày là tới 18 ồ lễ Kỳ Yên. Dạ. Rồi á cái lễ tháng Chạp. Dạ. Là 16 tháng Chạp. 16 là tháng Chạp biểu. Dạ. Tới nè. Dạ. Rồi á mùng 10 tháng 5, mùng 10 tháng 10 là lễ đó là tông nội bộ cúng thôi. Dạ. Không có ai hết á. Dạ. Có chỉ hai cái lễ đó lớn. Dạ. 16 tháng 3 là lễ Kỳ Yên lớn nhất. Dạ. Mà tại không gọi vụ bệnh gì đó. Dạ COVID này kia. Ừ đúng rồi. Dạ. cái ngưng. Dạ. Rồi bây giờ người ta nói để ra là 16 tháng chạp này là có cúng có hát bội á. Dạ. Ừ. Thấy vậy trời sao rồi tôi làm bỏ từ 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 ngoài luôn. Dạ. Bên đi đều luôn. Dạ. Dạ cô chú đốt nhang là chú cúng thần hoàng này kia hả chú? Rồi. Dạ. Ăn rồi ăn.